xuống từ lội với con nít nè. Xuống lội với con nít nè. Bye bye. Ở đây sóng nó nhỏ hơn. Thấy không? Được rồi. Ba làm cái gì vậy? Bé dễ thương quá kìa. Anh tự lượm được cục đá nào ở đâu? Tự lượm cái vỏ sò kiểm điểm Tel Aviv. Ở đây nó êm hơn. Từ ra đây là từ. Em mới nổi mình bơi được hơn. Quá ha. Chắc anh, đây êm hơn mà ấm hơn nữa. Nó không có sợ. Đây như hồ bơi rồi. Đây như hồ bơi rồi. Là con nít nó đi ngoài đây nè. Em mà cũng cao luôn, cũng phải thoát độ. Cũng cao bằng cổ nó nhưng mà sống nó không có vô quá. Nó lại lại. Nó không có hụt chân bằng bên kia. Bên kia nó có sóng nhiều hơn. Nó hụt chân quá chừng luôn. Ở đây có nhiều biển đó. Quên chạy dưới đất cho nó careless. Careless, đúng rồi.
sea salt natural. Ta bơi lại đi. Tao nghĩ sáng sớm ra đi, đâu đâu còn 10 giờ, 10 giờ là trễ rồi. Một check out là như 11 giờ hay sao? Đi ra phía trường rồi bao lâu? Để cười. Hai bạn có hỏi đấy, còn hỏi kia. Bye, relax. Má đâu coi má, mở ra má có 500 message, má không có biết, má không có coi nào đó, má không có thì giờ dọc phone. Cười tới cười cười. Quá vui, từ quá vui. Nước này nó lắc rất là ấm. Mà cái này không phải mùa hè, cái này là mùa. Nhưng mà cái này ấm cỡ Tulum, ai ấm hơn? Tulum ấm hơn. Mà Tulum là biển khác. Tiếp là biển địa Trung Hải, tại Israel mình quá xa. Tulum gần hơn. Đập cái nước. Đứng nước này, đứng nước. Đứng nước là giống như quậy, nó quậy trứng vậy đó. Quậy trứng đó. Cái tay với cái chân nó giống như quậy trứng vậy đó. Quậy trứng đó. Đúng rồi. Rồi, bay quay lại nè. Quậy trứng. Biển đi Trung Hải đã quá. Nước ấm quá. Ngắm, đây nghe. Mà không có mặn lắm, vừa thôi. Nhưng mà rồi, giờ lấy mặt vô thổi bubble đi, thổi bubble, thổi đó. Rồi, thổi lỏng. Là ba vô ba đụng cái đất nè, đụng cái đất ở dưới, đụng cái đất á, lấy tay đụng đất ở dưới. Là má phải đứng nước. Má bị hụt chân mày. Hụt chân cái má sợ này. Vì má phải đứng nước.